Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Mình là NTN đây, đẹp trai, mét số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh một cái clip bắn nhau trong huấn luyện nha. Thì anh em biết không, mình nghe nói là mấy cái thanh niên comment ở trên kênh của mình bảo là ấy, anh em mà cầm cái khẩu BB19 mới ra này, anh em vô huấn luyện mà anh em bắn được 100 kill trong vòng 10 phút ấy, thì anh em sẽ nhận được một cái skin súng hiếm nha, với bảy anh em ạ. Đây thì không biết thực hư như thế nào, thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ test luôn cho anh em xem nhá. Đây rồi, đôi giày, con bé áo đỏ chứng tỏ hết giọng anh em ạ. Ui giời, con bé này còn bắn nhãn tao ở mày. Rồi, 2 kill luôn rồi anh em ơi. Đó thì không biết là liệu trận này mình có đủ 100 kill trong vòng 10 phút hay không. Anh em nhớ theo dõi đến cuối nha. Và mình nghe là cái thông tin này đâu đó là mấy bạn comment trên kênh của mình ấy, thì mình cũng không biết là sự thật như nào nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng bắn 100 kill nhanh nhất nha anh em ơi. Đó thì khả năng cái trình của mình phải được 200 kill trong vòng 10 phút, chứ 100 kill là cái gì cũng không anh em. Đấy, đây rồi, từ thằng áo trắng này, mày thò cái đầu ra đây. Ê, thằng này là đứng top anh em ạ. Đó, mình vào hơi nâu nên là mấy cái thanh niên này toàn những cái số kill cao thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắn càng nhanh càng tốt nha anh em. Đó, thì anh em muốn được 100 kill nhanh ấy, thì anh em cứ phải là kéo tâm nhá. Vào cái đầu thì nó mới chết, nó mới nhanh đúng không anh em. Mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để kéo tâm dễ vào đầu nha. Từ từ để mình giết mấy cái đứa này đây anh em ạ. Mà dạo này mình thấy trong huấn luyện rất là ít người thôi anh em ạ. Bình thường mình chơi game mình vào toàn 15 đến 20 người thôi. Bây giờ có tổng 11 người anh em ạ. Đó nên bắn rất là khó luôn. Nên là anh em phải bắn tập trung nhá. Rồi 2 kill hết shot anh em ạ. Đó thì anh em muốn kéo tâm khẩu này dễ thì anh em nhớ là kéo từ dưới đất lên nhá. Đây anh em nhìn nhá. Ui giời, vừa hướng dẫn anh em nó bắn mình chết mất tiêu rồi anh em ạ. Lại nha, lại nha. Đây rồi. Hai thằng luôn. Ui giời, cái gì đây? Đông thế. Ơi, giết luôn cái thằng top 1 này anh em ơi. Ok, mình sẽ cố gắng lấy top 1 nhá. Mình hiện tại đang top 5 anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa? Mình đang top 5 nha. Rồi, mày thoa đây. Ui giời, mình đặt keo nhanh đấy nhỉ. Nhưng mà mày đặt có đặt được keo mãi hay không? Rồi, không hết shot nhưng mà vẫn chết kìa anh em. Đâu rồi, chưa có thằng nào đứng im để cho mình hướng dẫn anh em bắn hết shot nhé. À, đây rồi, anh em thấy chưa? Anh em kéo từ dưới đất lên nhá, chứ anh em đừng ghim vào người trước nha. Đây, mình sẽ ghim từ dưới đất lên cho anh em xem nhá. Đó, anh em thấy chưa? Sẽ không vào người nhé, anh em sao không vào đầu nhé? Trên là rỗi cái đấy, giờ mình không đùa với anh em đâu. Bắn nó chỉ có ra đạn vào đầu thôi anh em ạ. Chuối 4 kill rồi anh em. Đó, hiện tại mình đã đuổi lên được top 4 nhá. Cố gắng 100 kill trong vòng 10 phút anh em ạ. Thì chắc là bây giờ mình nghĩ là khoảng độ 2 đến 3 phút thôi anh em ơi. 2 phút mà được 16 kill khá là căng đấy anh em ạ. Đó, rồi ra đây. Mày chạy đi đâu? Úi giời ơi, 1 kill nữa. 17 kill rồi. À, cái thằng danh con này. Mày bắn này mày. À, thằng này top vô cực anh em ạ. Anh em top giết kill anh em ơi. Ok, mình sẽ giết từng thằng một nhá. Ê anh ơi, đau thế nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại mình trả thù nhá. À, đây rồi, thằng mày đứng bắn gì đây? Bắn gì đấy mày ơi? Không đội cái mũ bảo hiểm ra không ta bắn cho bay đầu bây giờ. Ui, thằng này là top giết kill anh em ơi. Mình sẽ giết thằng này để lấy top 1 nhá. À, mày dám đặt kiểu mày. Nào, mày ra đây solo. Đặt Skyler luôn. Nào, chạy nhanh thế nhỉ. Rồi, bây giờ mình sẽ công ra luôn nhá. Đâu rồi, thoa cái đầu ra. Ui, trốn kỹ đấy nhỉ. Không biết là liệu được 100 kill hay không đây anh em ơi. Bây giờ mình 19 kill anh em ạ. 20 kill rồi. Hết giọt luôn. Tiếp tục. Ra đây, 21, 22 kill luôn rồi kìa anh em. Quá là ngoan luôn. Tiếp tục nha anh em ơi. Rồi, 23 kill không? Ui, không được ngươi nhà mạng cay đấy nhỉ. Đây là thằng top giết người, 23 kill rồi anh em ạ. Rồi, ra đây, 24 kill. Ui, chuối 4 thằng rồi anh em ơi. Chuối 4 thằng rồi, tiếp tục nha. Ui dồi, 25 kill. Ui, anh em thấy chưa? Mình bắn ra đạn vào đầu nữa anh em ạ. Ui, đẳng cấp thật sự luôn. Ok, tiếp tục nha. Nào, mình solo, 26 kill. Woo. Nào, ra đây, 27 kill. Ui, chuối 7 người gì anh em ơi. Chuối 7 người luôn nhỉ. Ui, đẳng cấp không? Anh em thấy đẳng cấp không? Hết sọc luôn này. Ui, anh ơi, đau đây. Ui, căng thật sự anh ạ. Ui, anh em thấy mình bình luận nó có vào bài không? Quá vào bài luôn đúng không anh em? Giết luôn. Ơi, mày solo 1-1 á. 29 kill rồi anh em ạ. Rồi, quá ngoan luôn. Chuối 9 rồi anh em ơi. Mình sẽ cố gắng làm chuối 30 luôn cho chất nhá. Rồi, chuối 10 rồi anh em ạ. 30 kill. Tiếp tục nhá. Ui, giỏi anh em thấy mình bắn căng không? Rát đạn vào đầu luôn. Ui, cái khẩu súng này mạnh thật sự anh em ạ. Rồi, chuối 11 rồi, tiếp tục nha anh em ơi, 31 kill rồi, chỉ còn 1/3 chặng đường nữa thôi anh em ơi, 32 kill, ui giời, toàn ra đạn vào đầu thôi anh em ạ, ui, tiếp tục nha, ui, đồng thế, chạy luôn, à thằng này, mày làm gì, ui sao đông thế này, ok, bây giờ mình sẽ cố gắng nhá, nào, bây giờ mình sẽ vòng ra đằng sau nha anh em ơi, riêng luôn, ê, anh ơi, nắm thế, ui, từ từ anh ơi, để em quần báo ra, ui, chết là mình quên không mua những cái túi cứu thương anh em ạ. Rồi, chuối 13 chết luôn rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ra mua mấy cái ống hút nha anh em ơi. Để khi nào yếu máu thì mình sẽ quần ống hút nha, cho nó nhanh được nhiều kill nha. Thì cái đạn này mình ra không được tính đâu nha anh em ơi. Đó, đạn này là trừ thời gian đấy nha, bởi vì là mình chỉ tính thời gian trong huấn luyện thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào luôn nha. Rồi, đã vào thành công rồi nha anh em ơi. Ok, tiếp tục ra bắn luôn. Nào, thằng nào ra đây. Bọn này chạy rất là nhanh anh em ạ. Đó, bây giờ mình đang top 3 vô cực rồi nha. Thằng này top 1, giết luôn anh em ạ. Rồi, mình bao nhiêu kill đây? Hiện tại mình đang 34 kill nha. Rồi, 35 kill anh em ạ. Chuỗi 2 rồi. Tiếp tục. Ui, sao còn tổng 8 người là như nào anh em? Sao còn 8 người làm sao giết được kịp đây?
Thôi mình sẽ cố gắng nhá. Miễn là nhận được một khẩu súng hiếm nha và 7 người anh em ạ. Thì không biết là mình nhận được cái kiểu khẩu gì đây anh em ơi. Ok, tiếp tục cố gắng nha. Nào ra đây, ra đây. Ui giời, mày bắn ai đây? Headshot thôi anh em ơi, chuỗi 4 rồi. Ui thằng áo trắng này hình như cái thằng lấy top vô cực anh em ạ. Anh em top kill mình hay quên anh em ạ. Buồn cười thật đấy. Dạo này chắc là mình kiểu như ít chơi game quá nên mình hay quên đấy anh em. Thông cảm nhá. Rồi, giết luôn. Mày chết luôn. Chuỗi 5 rồi anh em ơi, chuỗi 5 rồi. Tiếp tục nha. Nào, ra đây, chạy đi đâu nhỉ? Ui giời, anh nào bắn đít em đây. Anh thấy kiểu như đít em thơm quá anh bắn đúng không? Nhưng mà không quá đâu, em giết anh. Ok anh em nhá. Đấy, bây giờ mình đã được 39 kill rồi nha anh em ơi. Đấy, chỉ còn gần 60 kill nữa thôi là mình đủ rồi anh em ạ. Rồi, 40 kill luôn. Quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục ra đây mình săn nhá. Nào, thanh niên bụi cỏ anh em ạ. Thanh niên dùng ngộ khâu anh em ơi. Nhưng mà vẫn bay đầu mà thôi. Ui, bạn nữ này làm gì đây? Định ra bắn mình đúng không? Nhưng mà làm gì có tuổi. Đấy rồi, đây rồi, đâu rồi anh em ơi? Thằng này nó định trèo lên mái nhà, nó định chơi bẩn nhá anh em. Đấy, nó định đứng trên mái nhà nó bắn, không ai biết được anh em ạ. Nhưng mà nó làm sao qua mắt được mình. Rồi, đây là thanh niên top vô cực anh em. Anh em, mình lại quên anh em ơi, top kill. Đó, mình phải giết cái thằng này để mình lấy cái top 1 kill nhá. Ơi chết rồi, mình đã được lên top rồi nha anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục ra đi tìm tiếp nha anh em ơi. Ui sao trong này chỉ còn 5 người nữa thôi anh em. Ui hai thằng, ba thằng trên này bắn nhau kìa anh em. Ảo tới đây anh em ạ. Ok, mình sẽ giết hết nha. Mấy cái thằng trên này nó nguy hiểm lắm anh ạ. Rồi, mình đã được 45 kill rồi nha anh em ơi. Sắp được 50 kill rồi anh em ạ. Sắp được lửa cái số kill cần thiết rồi anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi giết người càng nhanh càng tốt nha anh em ơi. Trận này buồn thật sự luôn anh em ạ. Bây giờ chỉ còn 5 người nữa thôi. Không biết là liệu mình có bắn kịp hay không anh em ơi. Nếu mà còn càng nhiều người thì mình sẽ ăn được càng nhiều kill nhá. Nhưng bây giờ chỉ còn 5 người thôi anh em ạ. Buồn thật sự luôn. Rồi chết luôn rồi anh em ạ. Đó, ui, bây giờ lại tụt thêm một thằng nữa kìa anh em. Má cái gì vậy trời, u là trời. Không biết là liệu có đủ 100 kill hay không đây. Ui, thằng áo trắng này mày lại bắn đít tao. Nhưng mà mày bắn con chúng đâu. Ok, thằng nào nữa, thằng nào nữa, thằng này nữa đúng không. Ui dồi, móc đít kìa anh em. Má cày té nhè. Ok không sao, mình sẽ làm lại anh em ơi. Làm lại cuộc đời, 48 kill, 49 kill rồi. Trời ơi, một kill nữa là 50 kill nha anh em. Đây rồi, bây giờ mình sẽ tìm kiếm một kill nữa để được 50 kill nha anh em ơi. Đó, không biết là liệu 50 kill mình thoát ra liệu có được skin súng hay không. Thì mình cũng chưa biết anh em ạ. Nếu mà tí hết người ấy, thì mình sẽ thoát ra trước số 100 kill nha anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ giết từng người một nhá. Thằng này mày đứng đêm gì đấy, FK mày. FK tao xin người top 1 nhá. Nào, còn ai nữa không? Trời ơi, 50 kill rồi anh em ạ. Giết luôn cái thằng này, chạy đi đâu. 51 kill. Rồi, chuẩn bị 52 kill nha anh em ơi. 52 kill lại, 52 kill luôn này anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, thằng này nữa. Mày ra đây, 53 kill luôn. À, mình nhầm, 54 kill rồi. Quên mất anh em ạ. Rồi, giết luôn. À, thằng này mày bắn ai đây. Nào, solo. Ui, tuổi gì. Nào, ra đây. Dạ. Muộn quá anh em ạ, chết mất tiêu rồi. Ok, không sao, làm lại nha anh em ơi. Vẫn là 54 kill. Ui, thằng này làm gì đây mày. Ui, giời ơi, đau đấy nhỉ. Nào solo 11, tuổi gì, 55 kill rồi nhá. Nào ra đây, còn ai ra đây để anh bắn nào. Giờ chúng mày sợ hả, chúng mày sợ tao đúng không? Sợ thì tao bắn chúng mày chết luôn. Nào ra đây, chết luôn một thằng nữa. Ok, tiếp tục nhá. Đâu rồi, ui thằng còn ném bom trên kia nhỉ anh em. Hay là quái vật nhỉ. Ừ, chắc không phải đâu anh em ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục lên, mình công thằng này mình giết luôn nhá. Cái thằng này nó định đặt keo, nó nhảy lên nóc anh em ạ. Ok, mình sẽ giết luôn nhá, để cho nó đỡ đẻ trứng nhanh em ơi. Mày nhảy lên là mày chết luôn anh em ạ. Xít nữa thì nhảy lên đến nơi mà mình bắn chết, cay thật sự luôn. Ui trong này đông thế. Ui cái gì vậy, sao một ổ trong này như nào, chúng mày tem úp với nhau hả? Thằng này mày tem úp à mày, dí người luôn. Ui mình chả nhìn nó đâu nhưng mình vẫn bắn được anh em ạ. Thằng này nữa, mày bắn gì đây, bắn cái gì, bắn keo làm gì, giờ anh ngu quá. Ok, mình sẽ đặt keo nhá, đặt keo để hồi máu nha anh em ơi. Đó, cực kỳ là uy tín luôn. Trong này còn ai không? Bên này vẫn còn một người nha anh em. Đây rồi. Ui cái gì vậy, sao nó chạy ra dễ dàng thế. Ok, xuống công luôn nhanh ơi, công. Chết mà tiêu rồi, ma cái tê. Ủa cái gì vậy, sao chỉ còn hai người nữa thôi là như nào anh em. Chết rồi, không đủ 100 kill rồi anh em ạ. Bây giờ mình được 59 kill, không biết như nào đây anh em ơi. Ok nha, mình sẽ cố gắng bắn nha anh em ơi. Nếu mà không còn người nữa thì mình sẽ thoát ra nhá, để xem liệu có nhận được kiểu như skin súng hiếm không nha anh em ơi. Đó, thì hiện tại là mình đang chơi bắn khẩu BB19 mà anh em ơi. Khả năng mình nghĩ là cũng nhận được anh em ạ. Ok. Rồi, còn 60 kill rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ giết thêm 1-2 kill nữa rồi mình thoát nha anh em. Đó đây anh em, nhớ là theo dõi đến cuối nhá, để xem liệu mình có được nhận hay không nha anh em ơi. Đó, ok, từ nha anh em, bình tĩnh nha. Nào ra đây, còn ai không ra đây. Ui, phải bắn ai đây. Ui, đặt keo nhanh nhé. Ok, ui, đâu rồi, 61 kill, rồi. Ơ, sao thấy có mỗi một thằng nhỉ anh em. Rồi, còn hai thằng nữa mà anh em. Một thằng nữa đâu rồi, à đây rồi anh em ơi, đứng AFK. Rồi, giết luôn nhá. Ok, 62 kill anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra luôn nhá. Không biết là liệu có nhận được cái gì hay không đây anh em ơi. Rồi, nhận được anh không đây. Ui, MB40 mang xà luôn kìa.
Mình đùa anh em thế thôi chứ không được nhận đâu nhá. Làm gì có chuyện được nhận MB40 mang xà. Vừa xong rồi mình ghép đây. Tôi thì cảm ơn tất cả anh em đã xem đây. Bye bye anh em.